Người Việt Nam ơi, Quang bạn, ok, hôm nay à, Quang thèm bò lúc lắc. Làm gì mà, gì lắm, tiếng Quang á, chuẩn bị nè, đừng giống mất. Ok, bắt đầu xếp nha. Đây là một thịt New York. Chờ xí, Quang đang sắc hành đồ xong rồi bạn. Còn xí đây, so. Chứ mình cắt ra từng miếng bạn. Ok. Đó, còn xong đây á. Còn mình cắt ra cục thì cục. Đó. Chứ mình bỏ vào đây. Ok, chứ mình ướp nha. Một muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê tiêu. Xí muỗng cà phê xí đây bạn. Đây là bộ gà xí đây nhé. Dầu hào cho nửa muỗng vô đi. Xì dầu nè. Cho xí đây bạn. Đó. Nửa muỗng. Xong ạ. Tiêu trắng một muỗng đường vì sao một muỗng bột bắp nhé mà xả vô và mình cho nó ướp lên một tiếng vô rồi bạn ấy. Đây là một chảo chảo gì bạn chảo gì quên câu gì trong tiếng Việt bạn chảo đá hả. Ok, mình có hai muỗng dầu vô rồi bạn. Một muỗng hỏi vô bạn. Gọi vô thơm nha rồi bạn. Gọi ớt ngọt nè, ớt sánh nè, ớt cám nè, hành tây nè, bì hành chỉnh vô vô. Ớt như cái bột rồi. Sao vô sơ sơ rồi bạn ấy bổ ra chứ mình vào vô hai muỗng dầu bò vô. Hơi chạy xỉ ra họ bỏ xỉ nước vô khoai
Ok, bắt đầu nghe. So, bò lúc lắc. Ăn bò lúc lắc á, là Quang phải uống một lon bia cho đạt nhé. Bia này là bia bích. Cho thoải mái luôn bạc. Thế này, ngon. Vô nè. Chạm chạy được miếng bạc. Ú, chào, ngon nghe bạc. Ok, mình bắt đầu nha. Quang có sốt đi luôn. Sốt HB. Đây là sốt ăn vì thịt bò beef steak. Không bỏ xỉ đây. Đấy, bắt đầu nhé. Khoai tây này. Bạc, cậu miếng, ngon. Đó, vô này, thèm chạy miếng bạc. Quả ngon. Bò lúc lắc hơi to. Mà không sao. Lúc lắc vì bò lúc lắc vì gì đó. Ở Đà Lạt. Vô nè, thèm chạy miếng bạc. Quá mềm. Quá ngon. Quá ngon bà ơi. Quá ngon. Quá điên đầu. Quá điên đầu. Ăn ngon điên đầu luôn bạn. Vô lên. Ăn cắt thịt hơi to chứ phải cắt xuống đó. Quả đạt. Quả đạt không?
cá của anh cay, cay một phí luôn. Ok, rồi, khắp lời bạc, và mai mình hẹn gặp nhau lại.